Chào mừng tất cả quý vị, hôm nay Bi giới thiệu quý vị hai cái loa center cực khủng đến từ Anh Quốc và thương hiệu BW Winky nha quý vị. Hai cái center này là hai model khác nhau, không phải một cặp loa nha quý vị, không phải loa đực loa cái gì hết, nhưng mà hai cái loa center. Thì hai cái loa center này thì về kích thước thì nó bằng nhau á, còn cái ngoại hình thì nó có khác nha. Một cái còn thùng, hàng đấu giá về rất là đẹp luôn quý vị. Cái đây là còn thùng nè quý vị, cái bên đây còn thùng nha. Cái thằng này là cái đời cao hơn. Thằng này là model của nó là HTM7. Quý vị nào thích mua nguyên một cặp cũng được. Hoặc quý vị thích màu vàng thì quý vị lấy cái dòng đây. Dòng đây là dòng CDM nè quý vị, CDM, CNT. Còn đây là HTM7 nha. Còn cái thùng luôn nè, thùng đặc tâm của nó còn luôn đây quý vị ạ. Công suất như nhau, trở kháng như nhau, và mức giá nó chỉ chênh nhau một tí thôi quý vị. Đều là thùng gỗ lạng hết nha. Bây giờ Bi tháo lưới nè quý vị. Lưới thì cũng đều là khung nhựa hết nè quý vị. Bên đây thì cái tem nó nằm ở trên cái loa trép rồi, nên là trên cái lưới nó không có cái tem nha. Đây, lưới khung nhựa còn hết đây nha quý vị. Nhìn y chang nhau, nhưng mà chúng ta nhìn kỹ thì nó sẽ có những cái điểm khác. Về cái phần cái loa mic này nè, thì quý vị thấy đều là sợi kiva màu vàng, gân cao su với đường kính là 16.5, mũi là mũi viên đạn. Nhưng mà cái mũi bên đây là nó nhám, còn mũi bên đây là nó bóng nha quý vị. Nó bóng và nó có thêm một cái vòng đây nữa ha. Đều hai lỗ thông hơi hết. Quý vị nhìn cái thiết kế này, cái bao vòng cái đây giống y như cái dòng loa CDM7 SE, CDM7 trơn này quý vị. Đây cái lưới nè, cái lưới của cái loa trép này quý vị. Đây, tới bị thử nhạc quý vị nghe, rất là hay luôn. Đây là một trong những cái loa center cao cấp, rất là đẹp luôn nha quý vị, cực kỳ đẹp luôn. Rồi bây giờ bị quay để tháo cái lưới đây. Cái lưới này thì cái chụp nó dài hơn nha. Đây, mũi còn rất là đẹp này quý vị, không có bị mớp gì hết nha quý vị, không mớp gì hết. Gân này cũng là gân rin nè quý vị, gân rin còn nguyên đây, rất là mềm mại luôn, gân cao su. Đây, cái phần cái thằng HTM7 này thì nó có thêm một cái miếng gỗ ở dưới này nữa nè quý vị, nó có thêm một ở dưới đây nữa, khá là nặng. Để Bi nhích lên nữa coi, khá là nặng, cái center mình nặng đó quý vị. Công suất của hai thằng đều là 120W, trở kháng 8 ohm hết và đều được sản xuất tại England, đều made in England hết nha quý vị. Bây giờ Bi đo kích thước cho quý vị nhìn hai cái loa nè. Đây, chiều ngang của cái HTM7 này là ở phía sau này nè là 41.5. Đi đâu qua đây coi. Ở bên cái này rộng hơn nha quý vị, cái này là 45 ở phía sau nè. Còn đó ở phía trước này là 45. Cái này là 46 rồi. Quý vị thấy cái dòng này là nó giống y chang với cái đời loa 704. Còn cái dòng này y chang với cái đời loa CDM7. Loa nào cũng đẹp hết nha quý vị, đẹp hết luôn. Bây giờ quay phía sau này quý vị. Đây, trạm vàng ống ánh nè, cầu bi quay còn đây nha quý vị. Đây là made in England nè, ở đây ha. Model của nó là HTM7. Quý vị nào thích cái màu gỗ da ri thì quý vị lấy cái này HTM7, còn thùng số Bi bán 8.500.000. Còn CDM, CNT Bi bán 8 triệu, chỉ chênh nhau 500.000 thôi nha quý vị. Đẹp như nhau, chỉ khác màu. Bi xin cái này tới quý vị nhìn nè. Đây, cái kia thì cái trạm nó làm chính giữa, còn cái này nó làm lệch về phía bên trái nha. Cũng là 120W 8 ohm, made in England. Nói chung là hai cái trạm là đều như nhau hết, không khác gì hết nha quý vị. Và bên đây thì có khắc cái chữ bên đắp lên trên cái trạm, biết bên đây có không? Bên đây thì trên này nó không có cái chữ bên đắp giống như bên kia ha. Rồi bây giờ Bi thử Bi thử cùng một lúc hai cái để quý vị nghe giống như một đôi loa. Rồi sau đó Bi thử từng cái nha.
vị thích cái nào thì quý vị alo cho mình. Mỗi model chỉ có một cái một màu như thế này thôi. Word is out and everybody's beating on the door. Madame Rashu will let you in. Just smile and ring the bell. Welcome to Nirvana. A beat hotel. The sweet smell of Pernod, a Gaulois cigarette. It's a cosmic congregation, but you ain't said nothing yet. It's an open invitation, an existential clientele, all looking for Nirvana at the Beat Hotel. They looked for it in New York City, in San Francisco Bay. They looked for it in bebop jazz, and it blew them all away. They tried out every avenue, and then said, what the hell? We'll look for it in Paris, at the Beat Hotel. Burroughs came up from Tangiers, Ginsberg from New York, Kerouac came up from Italy and slept out in the park. Gregory Corso came and went, and where he's at no one can tell. He's still looking for Nirvana at the Beat Hotel. Take me to your leader, take me to the man. Someone has got the answer, someone's got the perfect plan. If you're lurking in the alleys, if you're lurking in the bars, you'll find us in the gutter, lurking at the stars. This ragged band of poets, Christians, Buddhists, Jews, a newbie generation searching for the muse. Some found it in the arms of a mystic mademoiselle, looking for Nirvana at the Beat Hotel. The rooms count up to 41, but you can sleep out in the hall. For a few centimes you can get a drink and write your poems on the wall. And the marijuana mixes with the Turkish toilet smell. It's all part of Nirvana at the Beat Hotel. Alex Campbell strums an old guitar someone picked up in Spain. Ginsberg's howling poetry and Kerouac's drunk again. The rent is overdue, there must be something they can sell. Maybe they can sell Nirvana at the Beat Hotel. Someone's taking photographs, Janine takes off her clothes, Marlene's meditating and concentrating on. Vàng này thì không có thùng cạc tông, 8 triệu là model của nó khác model nha quý vị, chứ không phải là nó cùng model đâu.
rất là đẹp luôn, cái nào cũng đẹp hết quý vị, đẹp từng góc cạnh luôn nha. Và quý vị nhớ là đây là cái dây loa này quý vị, cái dây loa bãi này Bi bán 1,2 triệu một bộ nha, của cái thương hiệu là MIT Tơ Mi Nay Từ Ba. Quý vị thích cái nào thì quý vị alo cho Bi, số điện thoại của mình là 0907 386 304. Rất cảm ơn và xin hẹn gặp lại tất cả quý vị.